Ngọc xin kính chào quý vị và xin chào các bạn. À, xin chào mừng quý vị và các bạn đã ghi thăm kênh nhân trước của Ngọc, Minh Ngọc Cuộc Sống Mỹ. Hôm nay Ngọc làm cái video này để chia sẻ hai điều quý vị nha. Điều thứ nhất là dùng cái khoản vay PPP như thế nào để mình không hoàn trả lại cho chính phủ. Điều thứ hai là khi mà mình lãnh PPP thì mình có được hưởng tiền trợ cấp thất nghiệp hay không? À, trước khi đi vào phần chính thì Ngọc à, xin cảm ơn mọi người đã ủng hộ Ngọc trong thời gian qua. À, rất hy vọng mọi người sẽ tiếp tục ủng hộ kênh bằng cách đăng ký kênh, like and share cái video này mọi người nhé. thì à, Trong cái đạo luật CARES Act thì người ta có 2.200 tỷ thì người ta trích ra 349 tỷ để hỗ trợ cho các doanh nghiệp nhỏ. Và người ta bắt đầu cho điền đơn vào ngày à, 3 tháng 4 là bắt đầu các doanh nghiệp là có thể nộp đơn để xin và ngày 10 tháng 4 thì bắt đầu cho những ai mà là tự tự kinh doanh hoặc là những ai là independent contractor những cái nhà thầu độc lập và cái hạn chót nộp đơn là ngày 30 tháng 6 cho nên những ai mà chưa nộp đơn thì hiện giờ vẫn có thể nộp đơn để xin cái tiền Paycheck Protection Program PPP khoản vay không hoàn trả quý vị nha thì à, đối với cái khoản tiền là 349 tỷ á, thì trong vòng 2 tuần nó hết sạch cái vèo quý vị hết sạch còn within two weeks cho nên là người ta cho thêm 484 tỷ thì Ngọc cũng có làm cái video chia sẻ về cái à, cái gói thêm này rồi quý vị thì hiện giờ trong cái 484 tỷ người ta chỉ mới có sử dụng 181 tỷ thôi cho nên là còn tiền còn nhiều tiền cho nên là những ai mà chưa đăng ký thì quý vị có thể đăng ký. Còn nếu như mà mình đã được duyệt rồi, được cho tiền rồi thì mình không có xin được lần thứ hai quý vị nha. thì bây giờ uh, nếu như mà mình không chi dùng đúng như cam kết thì quý vị phải trả lại cái khoản vay này trong vòng 2 năm với cái lãi suất cố định rất là thấp là một phần trăm thì uh, trong 6 tháng đầu quý vị không cần trả lãi chỉ cần trả vốn thôi và nếu như quý vị muốn trả trước hạn thì quý vị sẽ không bị phạt no penalty for paying it early ok câu hỏi thứ nhất là vậy thì phải dùng những cái khoản vay này trong cái thời hạn bao lâu? Thì cái thời hạn là 8 tuần kể từ ngày quý vị nhận tiền quý vị ha. Thì đây là Ngọc trích đoạn từ cái SBA.gov. Người ta nói nè, câu hỏi và câu trả lời nó rõ ràng như vậy cũng muốn là ngọc chia sẻ vắn tắt ngắn gọn thôi ha còn những cái phần tiếng anh thì quý vị có thể đọc hiểu và dùng google translate nếu quý vị cần đây là lời khuyên của ngọc ha khi mà quý vị nhận được cái khoản tiền ppp này rồi nếu như mà ngân hàng người ta không có bắt quý vị mở tài khoản doanh nghiệp á thì quý vị làm ngay điều này cho ngọc nha quý vị phải lập một tài khoản riêng cho cái phần ppp này để cho nó tách biệt với cái personal account cái tài khoản cá nhân của mình À, bởi vì sao bởi vì quý vị phải chứng minh cho những cái khoản chi trả và quý vị phải lưu lại những cái bằng chứng để khi mà SBA người ta yêu cầu mình phải chứng thực để người ta biết là mình dùng những cái khoản này có đúng không để người ta có đưa ra cái quy định là mình có phải hoàn trả lại cái số tiền này không quý vị nha rồi cái điều tiếp theo mà Ngọc muốn chia sẻ là quý vị phải nên nhớ cái nguyên tắc 75-25, tức là 75% quý vị phải dùng vào payroll và 25% quý vị phải dùng cho những cái khoản khác. Thì payroll là những cái khoản chi phí nào quý vị là tiền lương, tiền công, ha, rồi tiền thưởng, tiền hoa hồng, tiền cash tips. À, tiền bo, đó quý vị. Rồi những cái khoản phúc lợi như là vacation, nghỉ sanh, nghỉ đẻ, nghỉ bệnh, à, bảo hiểm, rồi tiền hưu trí. À, ở tiếng Anh thì người ta nói là vacation, parental, family, medical and sick leave. Ok, cho nên là quý vị ơi, quý vị nên nhớ là những cái điều này ha, 75% đó, quý vị phải dùng 75% tối thiểu là 75% cho vào cái payroll ha thì cái payroll này nó liên quan đến cái tiền trợ cấp thất nghiệp cho nên là Ngọc xin trả lời cái phần đó phần sau cái video này và Ngọc cũng xin lưu ý là cái payroll của một người không có được quá 100.000 trên người trên năm thì đối với những ai mà có quy, quy mô lớn thưa vị lưu ý điều này còn nếu như mà chúng ta chỉ là những cái tiệm thương tiệm tóc tiệm uh, nails nhà hàng th nhỏ thôi á, thì quý vị cũng không có cần lưu ý đến cái phần mà 100 ngàn trên người trên năm này à, trừ trường hợp quý vị là trả lương cho chủ á, mà quý vị trả lương cho cái này thì quý vị lưu ý là không được quá 100 ngàn nha rồi những cái khoản chi phí khác là chiếm 25 phần trăm đúng không, quý vị thì quý vị nhớ cái cột mốc ngày 15 tháng 2 cho Ngọc bởi vì sao bởi vì nếu quý vị trả tiền điện, tiền nước, tiền ga hoặc là tiền lãi suất ngân hàng hoặc là tiền rent tiền vay thì quý vị nên nhớ nếu như quý vị có mượn tiền để kinh doanh thì cái số tiền mượn đó cái khoản vay đó phải được ký kết trước ngày 15 tháng 2 thì mới hợp lệ như quý vị còn nếu như quý vị vay sau này mà quý vị dùng tiền để trả cái khoản lãi suất cho cái tiền vay này á thì quý vị không có hợp lệ quý vị phải trả lại cái phần tiền mà quý vị dùng sai mục đích cho chính phủ nha cho nên là mình phải nhớ cái ngày 15 tháng 2 này và nếu như quý vị ký hợp đồng vay à, ký hợp đồng thuê cái địa điểm thuê nhà thuê à, mặt bằng đó mà quý vị ký trước ngày 15 tháng 2 thì quý vị mới hợp lệ nha còn sau ngày 15 tháng 2 thì quý vị không dùng cái khoản vay PPP này để chi trả cho cái tiền tiền lãi suất lãi suất thôi nha không có trả vốn như vậy rồi còn những cái tiền điện, tiền nước, tiền ga cũng vậy. Nếu như mà cái dịch vụ mình không có được ký kết trước cái ngày 15 tháng 2 thì cũng không được, quý vị nha. Nhớ dùm ngọc cái ngày 15 tháng 2 là cái ngày nó à, cái cột mốc nó quan trọng. Rồi tiếp theo là chủ doanh nghiệp, xin lưu ý cái điều này là quý vị không tiếp tục sa thải nhân viên, ha những cái nhân viên mà đã sa thải rồi, quý vị phải tuyển dụng lại rehire tất cả nhân viên đã sa thải và hạn chót quý vị phải làm điều này là ngày 30 tháng 6 2020 và quý vị phải trả lương cho họ từ ngày 15 tháng 2 đến ngày April 26 quý vị ha trong vòng uh, 8 tuần quý vị ha, quý vị phải trả lương cho những người này và trả lương trong vòng từ ngày 15 tháng 2 đến ngày April 26 thì tùy cái khoản vay quý vị nhận được bao nhiêu mà quý vị sẽ tính toán cho nó hợp lý và quý vị ơi bởi vì cái phần này nó trả vô phần lương nhân viên cho nên quý vị lưu ý đến cái phần tiền thất nghiệp ha thứ hai mà Ngọc muốn chia sẻ với mọi người là cái PPP và tiền thất nghiệp à, nó có liên quan như thế nào thì theo như cái luật mà nhận tiền trợ cấp thất nghiệp quý vị khi mà quý vị nhận bất kỳ các in không cái thu nhập từ bất kỳ cái nguồn nào quý vị phải khai báo khi mà quý vị làm cái request payment weekly claim quý vị phải khai báo tất tần tật dù cho có nhận ít nhận nhiều đi làm lại quý vị phải khai báo quý vị phải khai báo nếu như quý vị nhận từ những cái khoản chi của bảo hiểm nè còn đi làm lại là cái điều đó dĩ nhiên rồi nếu không quý vị sẽ bị khai bị buộc tội vào cái tội là gian lận trợ cấp thất nghiệp thì nó sẽ có những cái hậu quả nhiều khi mình không có lường trước được quý vị nha thì à, nếu như mà quý vị được chủ trả cái khoản tiền ppp vào cái khoản tiền lương hoặc là tiền công của quý vị thì quý vị phải vào cái request payment để làm Khai báo cái khoản income đó thì tuần nào thì mình khai báo cái tuần đó. Nếu tuần này, tuần 1 mình nhận tiền từ PPP thì mình khai. Tuần 2 mình không có nhận tiền từ PPP thì mình không có khai quý vị nha. Thì đó là cái điều mà Ngọc muốn à, chia sẻ ở đây để quý vị có thể cẩn thận hơn. Để mình không có bị buộc tội vào cái diện là overpayment hoặc là khai gian lận. Cái tiền trợ cấp thất nghiệp và đặc biệt quý vị lưu ý nếu quý vị là chủ tiệm self-employed so mà quý vị dùng cái tiền PPP này trả lương cho chính mình thì quý vị Ngọc nghĩ là 100% quý vị sẽ mất cái tiền trợ cấp thất nghiệp ha, cho nên là quý vị lưu ý nhớ là cái tuần nào mà mình nhận cái khoản tiền từ PPP mình phải khai báo cho sở thất nghiệp quý vị nha và cái nguyên tắc chung là như vậy quý vị no double dip, ok, mình dùng tiền vào không dùng nhiều cái khoản tiền vào cùng mục đích. Ví dụ như là quý vị uh, nhận tiền thất nghiệp đúng không? thì cái tiền PPP đó mình không nhận. Còn nếu như nhận tiền PPP thì mình phải khai báo cho bên trợ sở thất nghiệp để người ta đưa ra quyết định là đưa ra cái quyết định là người ta sẽ cắt cái tiền trợ cấp thất nghiệp hẳn luôn trong cái tuần đó hoặc là người ta sẽ giảm cái tiền trợ cấp thất nghiệp cho quý vị. Thì quý vị nên nhớ điều này, no double dip có nghĩa là mình không có sử dụng nhiều cái khoản tiền vào cùng mục đích khác nhau. Ví dụ như là quý vị nhận EIDL cũng vậy, nó cũng giống tương tự như cái PPP, nhưng mà EIDL thì nó không có quan trọng lắm cái phần payroll, còn PPP thì quý vị phải bắt buộc phải dùng ít nhất là 75% cho cái phần phần payroll Lúc nãy Ngọc giải thích cái payroll là gì rồi quý vị ha. Đó là những cái điều mà Ngọc muốn chia sẻ quý vị. Đây là những cái thông tin mà Ngọc lấy từ cái Department of Treasury, Bộ Ngân khố và cái à, SBA.gov. Ngọc sẽ để hai cái đường link này trong phần mô tả. Ngọc cảm ơn quý vị đã theo dõi cái video này. Rất mong quý vị sẽ đăng ký kênh, like và share cái video này để Ngọc có tinh thần làm những cái video tiếp theo. Rồi Ngọc xin cảm ơn mọi người và chúc mọi người sức khỏe và được bình an. À Ngọc cảm ơn mọi người rất là nhiều nha. Bye bye nào.